Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong một cuộc họp của chính phủ hôm 2 tháng 3 rằng Việt Nam có thể phải tiếp tục hy sinh một số lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe nhân dân và thương hiệu Việt Nam một đất nước an toàn trong bối cảnh dịch virus corona chủng mới đang lây lan ở nhiều châu lục. Theo trang Facebook chính thức của chính phủ Việt Nam, tại cuộc họp, Thủ tướng Phúc khẳng định rằng trong trường hợp kinh tế gặp khó khăn, có thể tìm giải pháp hỗ trợ, nhưng tính mạng của người dân là không thể thay thế. Cũng trong cuộc họp hôm 2 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đỗ Xuân Tuyên cho biết tính từ ngày 13 tháng 2 cho đến nay, Việt Nam không có thêm ca nhiễm mới. Tuy nhiên, do nhiều người có tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch, nên hiện có tới 10.000 người đang được theo dõi sức khỏe, theo vị Thứ trưởng. Cụ thể, ông Tuyên cho biết 156 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 4.810 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 5.123 người cách ly tại nhà. Trong một diễn biến liên quan đến nỗ lực ngăn chặn COVID-19 lây lan trong nước, nhà chức trách Việt Nam thông báo từ 0 giờ ngày 3 tháng 3, Việt Nam sẽ tạm ngừng chế độ đơn phương miễn thị thực đối với công dân Italy. Trước đó, Việt Nam cũng tạm ngừng chế độ đơn phương miễn visa cho công dân Hàn Quốc từ 0 giờ ngày 29 tháng 2.